Xin chào các thầy cô, đây là video hướng dẫn tạo học liệu để giao bài cho học sinh trên trang web olm.vn. Như các thầy cô đã biết, trang web olm.vn cung cấp một công cụ để giáo viên có thể giao bài cho học sinh, từ đó nhận về những thống kê, những báo cáo về quá trình cũng như kết quả làm bài của học sinh. Để giao bài cho học sinh thì có hai hình thức. Hình thức thứ nhất là các thầy cô có thể sử dụng những học liệu sẵn có của trang web olm.vn như là video bài giảng, phần luyện tập hoặc là tài liệu lý thuyết. Nội dung olm.vn cung cấp bao gồm 3 môn đó là toán, tiếng Việt ngữ văn và tiếng Anh. Ngoài hình thức này thì các thầy cô cũng có thể tự tạo ra những học liệu của mình bằng cách tải lên các file đề dưới dạng PDF hoặc có thể tự gõ những câu hỏi trắc nghiệm hoặc câu hỏi tự luận trên trang web. Và ngay sau đây, tôi sẽ hướng dẫn các thầy cô cách tạo ra học liệu để có thể sử dụng giao bài cho học sinh trên trang web olm.vn. Sau khi các thầy cô đăng nhập vào tài khoản giáo viên do trang web olm.vn cung cấp, các thầy cô sẽ nhấn vào mũi tên ở phía góc phải của màn hình. Sau đó, các thầy cô nhấn vào phần học liệu của tôi để tạo ra học liệu mới. Các thầy cô nhấn vào phần tạo học liệu. Sau đó, điền các thông tin liên quan tới học liệu này. Mô tả ngắn gọn về học liệu này. Đặt tên quảng bá. Các thầy cô chú ý là phần tên quảng bá này chính là đường link để dẫn tới phần học liệu, các thầy cô không được để trống và chúng ta sẽ viết liền không dấu. Sau đó các thầy cô chọn môn học, chọn khối. Tới đây các thầy cô sẽ nhấn vào phần tạo học liệu và như vậy học liệu của chúng ta đã được xuất hiện ở đây. Để thêm nội dung cho phần học liệu này, các thầy cô sẽ nhấn vào phần tạo mới, chọn thư mục con ở đây sẽ là đề thi thử các thầy cô có thể mô tả về chủ đề này hoặc cũng có thể không sau đó chúng ta nhấn lưu tới đây các thầy cô chú ý là có dấu cộng ở đây chúng ta sẽ thêm mới các nội dung khi nhấn vào dấu cộng các thầy cô sẽ có những lựa chọn khác nhau về việc thêm nội dung và học liệu việc đơn giản nhất đó là chúng ta sẽ up những đề thi dưới dạng file pdf mà các thầy cô đã sẵn có up lên trên trang web để có thể giao cho học sinh các thầy cô sẽ nhấn vào phần đề thi trắc nghiệm từ file pdf nhập tiêu đề sau đó chúng ta nhấn lưu tới đây các thầy cô sẽ nhấn vào phần chọn file chúng ta sẽ lựa chọn file pdf sẵn có ở trong máy tính của các thầy cô sau đó các thầy cô nhấn Open. Và ngay lập tức file PDF đã được up lên trên trang web như thế này. Tới đây các thầy cô sẽ nhập thời gian làm bài. Đơn vị ở đây là phút. Sau đó các thầy cô nhập đáp án đúng. Có hai cách để chúng ta nhập đáp án đúng. Thứ nhất là các thầy cô sẽ import đáp án. Các thầy cô nhấn vào đây, sau đó thì chúng ta sẽ nhập chuỗi đáp án. Ở đây tôi sẽ mở ra file đáp án. Các thầy cô có thể để như thế này, chúng ta có thể nhập vào chuỗi là 1A 2D 3D vân vân. Các thầy cô chú ý là chúng ta có thể viết hoa, viết thường đều được. Các thầy cô sẽ nhập tới câu số 50, sau đó thì chúng ta sẽ nhấn import và như vậy chúng ta đã nhập xong các đáp án của các câu trắc nghiệm để phía bên trái này. Ngoài ra các thầy cô cũng có thể thêm từng câu Ví dụ như câu 4 chúng ta sẽ lựa chọn phương án đúng là C Thêm tiếp câu thứ 5 Phương án đúng là C chẳng hạn Để xóa các câu trắc nghiệm các thầy cô sẽ nhấn nút xóa Và chúng ta sẽ lại thêm để có thể thay đổi lại Thông thường chúng ta có thể nhấn liên tiếp Tới câu thứ 50 sau đó thì lựa chọn các phương án tương ứng sau khi các thầy cô thêm đáp án cho các câu hỏi xong các thầy cô kéo xuống phía dưới và chúng ta sẽ nhấn cập nhật như vậy các thầy cô đã tải xong nội dung của đề thi dưới dạng file pdf và khi học sinh làm bài thì giao diện của các con sẽ như thế này phía bên trái là đề dưới dạng file pdf và phía bên phải là phần câu trả lời học sinh chỉ cần nhấn vào các phương án tương ứng những phương án được chọn thì sẽ được tô đậm đây là thời gian để các con làm bài. Các con làm xong thì có thể nhấn nộp bài, hết thời gian thì hệ thống sẽ tự động nộp bài và ngay sau đó sẽ báo cáo kết quả cho giáo viên. Ví dụ như ở đây. Khi tôi nhấn nộp bài thì hệ thống sẽ tự động cảnh báo nếu như học sinh chưa làm hết các câu. Nếu các con vẫn muốn nộp thì nhấn ok. Ngay sau khi nộp bài thì học sinh có thể nhận được ngay số điểm của mình, số câu trả lời đúng, số câu trả lời sai và thời gian để làm đề thi này. Đó là cách chúng ta tạo ra các đề thi bằng việc up file PDF. Các đề thi này là các đề thi trắc nghiệm. Ngoài ra nếu như các thầy cô muốn tự tạo ra các câu hỏi, các thầy cô có thể nhấn vào phần thêm mới, chúng ta chọn phần luyện tập trắc nghiệm sau đó nhấn lưu ở phần này các thầy cô có thể sử dụng những học liệu sẵn có của trang web olm vn bằng cách nhấn vào các câu hỏi ở đây các thầy cô có thể dê chuột vào câu hỏi để thấy được nội dung của câu hỏi này nếu như các thầy cô muốn tự gõ ra câu hỏi của mình thì các thầy cô nhấn vào phần tạo câu hỏi tĩnh sau đó nhập tiêu đề câu hỏi Tới đây các thầy cô sẽ cho con trò chuột ở phía dưới phần soạn thảo này thì các thầy cô có thể tạo ra các câu hỏi. Ở đây chúng tôi đã cung cấp rất nhiều các hình thức câu hỏi khác nhau, ví dụ như là như là câu hỏi nhiều lựa chọn, câu hỏi điền khuyết, câu hỏi kéo thả, ghép nối hoặc câu hỏi đúng sai vân vân với phần soạn thảo thì trang web olm vn cung cấp một bộ soạn thảo gồm các công thức hết sức trực quan các thầy cô hoàn toàn có thể gõ một cách hết sức dễ dàng chúng ta chỉ cần nhấn vào công thức muốn gõ ở đây chúng ta sẽ có hầu hết các công thức thường gặp Để chọn phương án đúng, các thầy cô sẽ nhấn vào phương án đó và chúng ta sẽ nhấn dấu V. Để xem thử câu hỏi, các thầy cô sẽ nhấn vào phần xem thử. Và đây chính là hình thức của câu hỏi khi hiển thị ra bên ngoài. Sau khi đã soạn xong thì các thầy cô sẽ nhấn lưu. Sau khi các thầy cô nhấn lưu câu hỏi thì câu hỏi sẽ được tự động đưa vào ngân hàng câu hỏi của các thầy cô. Các thầy cô có thể nhấn vào phần câu hỏi của tôi để hiển thị ngân hàng câu hỏi của mình bỏ tích để có thể thấy được ngân hàng câu hỏi sẵn có của olm.vn. Để chọn câu hỏi, các thầy cô chỉ cần nhấn vào câu hỏi đó thì tự động hệ thống sẽ chuyển câu hỏi sang bên này. Sau khi đã tạo xong bộ câu hỏi, các thầy cô sẽ nhấn vào lưu bộ câu hỏi. Và đây chính là bộ câu hỏi mà chúng ta vừa tạo. Đó là cách chúng ta tạo ra các câu hỏi dưới những hình thức khác nhau tiếp theo các thầy cô cũng có thể tạo ra được những đề thi tự luận chúng ta sẽ nhấn vào dấu cộng để thêm mới chọn phần đề thi tự luận nhập vào tiêu đề sau đó nhấn lưu tới đây các thầy cô có thể nhập nội dung của câu hỏi tự luận các thầy cô sẽ nhập nội dung của câu hỏi tự luận vào đây nhập điểm tương ứng của câu đó sau đó các thầy cô sẽ nhấn lưu có dấu v ở đây nghĩa là câu hỏi đã được lưu để thêm câu mới các thầy cô sẽ nhấn thêm câu mới và tiếp tục làm các thao tác tương tự chúng ta tiếp tục nhập điểm cho câu hỏi này sau đó thì chúng ta sẽ nhấn lưu các thầy cô có thể sắp xếp các câu hỏi trong đề thi tự luận này bằng cách nhấn bật sắp xếp sau đó thì các thầy cô sẽ di chuyển thay đổi vị trí của các câu hỏi và sau đó thì lưu Với phần tự luận, sau khi học sinh nộp bài thì các thầy cô sẽ nhận được danh sách học sinh nộp bài và nhấn vào đây thì các thầy cô có thể thấy được bài làm và chấm điểm. Đó là một số chức năng thiết thực nhất trong việc tạo ra học liệu để có thể giao bài cho học sinh. Việc giao bài cho học sinh cũng như xem thống kê và báo cáo thì tôi đã có video hướng dẫn chi tiết, các thầy cô có thể tham khảo. Rất mong rằng trang web olm.vn sẽ là một môi trường tạo ra những công cụ hữu hiệu để có thể hỗ trợ giáo viên trong việc dạy và hỗ trợ học sinh trong việc học tập. Xin cảm ơn các thầy cô và hẹn gặp lại trong các video hướng dẫn tiếp theo.